ấy hey yo, xin chào các bạn trở lại với kênh của mình thì mình là giáo sư Phúc đi các bạn ơi Hôm nay chúng ta cùng chơi tiếp tựa game Block Foot nha các bạn ạ à. Các bạn có biết được rằng ở trong tựa game Block Foot của chúng ta nó sẽ có một cái flat vũ khí hay là cái chính xác hơn có cái loại vũ khí Cái loại vũ khí đó chính là kiếm các bạn ạ à. Đấy thì anh em có biết được rằng ở trong game của chúng ta nó có một cái thanh kiếm mà nó còn mạnh hơn cả CDK hay là Cut Double Katana đó Và nó còn hiếm hơn cả cái thanh đó hay không Cách lấy của nó thì cũng vô cùng khó khăn luôn anh em có biết được cái thanh kiếm đó là gì không? Thì ok, hôm nay mình sẽ cho anh em top những cái thanh kiếm mà nghe khó kiếm và cũng như là pro vip bậc nhất ở trong tựa game uh, lúc các bạn ạ à. rồi không nên nói nhiều nữa chúng ta cùng bắt đầu video thôi let's go đó, và mình có một cái shop ạc bán ạc block các bạn ạ à. các bạn có thể lấy link ở ngay cái phần mô tả không thì ở cái phần bình luận cũng được các bạn ạ à. nhớ vào đó mua một cái ạc để ủng hộ mình cho mình có tiền để mua ổ mì ăn mỗi buổi sáng nha cảm ơn các bạn bạn cần mua robot đúng không ở đây mình có shop vn shop vn là shop bán robot uy tín hàng đầu việt nam được các youtuber du team quảng cáo cũng như là đảm bảo về chất lượng uy tín Thế nên là các bạn cứ mua nick và cũng như tận hưởng những dịch vụ trên shop này mà không cần phải lo lắng về độ uy tín nhé. Đường link của shop mình sẽ để dưới phần mô tả, ấn vào để trải nghiệm dịch vụ của shop nha. Rồi, thanh gươm mythical đầu tiên mà nó có cái độ hiếm khá là khó lấy ở trong tựa game của chúng ta. Đương nhiên rồi, nó sẽ là Chu bồ Katana. À đúng rồi, nó là Chu bồ Katana anh em mà... ạ. Đấy thì thanh gươm này là một trong những cái thanh gươm mà khó kiếm bậc nhất và cũng là thanh gươm mà nga mythical shot đầu tiên xuất hiện ở trong game này mà chúng ta có thể có được miễn phí. Đấy, thanh gươm này thì chúng ta nếu muốn có thì chúng ta phải có ba thanh từ trước đó là Sadi, Chisui và Wado. Ba thanh gươm này các bạn phải có thêm 300 mastery của từng cây kiếm thì các bạn mới có thể hợp thể được nhìn chung thì cái thanh gươm này nó sẽ có một cái độ hiếm có nhất định bởi vì các bạn cần phải nghe treo một cái server đó đủ 4 tiếng và các bạn đi săn NPC để anh em nghe mua được cái một trong ba cái thanh gươm này nếu mà trong điều kiện thuận lợi nhất các bạn sẽ tốn gần 12 tiếng để các bạn có thể nghe sở hữu được cái thanh uh, chu chiếc bồ katana này và sức mạnh của thanh CDK này thì ảnh là cứ nhầm ngoài ta cái sức mạnh của thanh chu chiếc bồ katana này á thì nó đã không có còn mà uh, meta hiện tại nữa rồi cái lượng đam nó gây ra khá ít thế nên là không có ai mà dùng cái thanh niên này nữa tuy nhiên thì đây cũng là một trong những cái hành gươm mà nga khá là khó kiếm ở trong tựa game này nếu mà sở hữu được cái hành gươm này chúng ta sẽ có thêm hai cái title đó là nga cơn lốc và cũng như là nga mắt quỷ hai cái nga liên quan tới zoro các bạn ạ à. thì không biết là trong đây có anh em nào đã sở hữu cái hành chu chiếc bồ kata này chưa đừng ngại để bình luận cho mình nhé mình sẽ tiếp thu cái nga cái bình luận của anh em và chúc mừng anh em luôn Đấy tới hành gươm thứ hai thôi nào các bạn ơi rồi tới món kiếm tiếp theo mà mình sẽ kể đến ở trong video này Đó chính là nghe một cái hành gươm mà đã khiến cho thằng bạn của mình nó phải bỏ game Đó chính là cái cây lưỡi hái các bạn ạ à. Để có được cái cây lưỡi hái này thì phải nói là các bạn sẽ có một cái sự mà may mắn nhất định thì mới có thể có được Rồi anh em hãy cùng coi thử nha Cái lý do tại sao mà cần phải có may mắn nhất định thì chúng ta mới có thể có được cái này nha Thì ở đây chúng ta sẽ có một con NPC là Dead King Con này sẽ cho chúng ta random 10 lần mỗi 2 tiếng 10 lần mỗi 2 tiếng thì khi mà chúng ta random thì chúng ta sẽ có một cái tỷ lệ rớt được một cái vật phẩm vật phẩm đó sẽ có tên là gì vật phẩm có tên là nghe, halo Ascend với cái tỷ lệ là 2,5 phần trăm rớt được nhìn chung thì các bạn chỉ cần random 40 lần thôi là các bạn sẽ có được cái halo Ascend này thì cái halo Ascend này nó làm gì halo Ascend này nó sẽ giúp cho các bạn có thể chịu hồi được cái con boss ra và khi mà các bạn lụm cái con boss đó, các bạn sẽ tiếp tục có 5 phần trăm để các bạn sở hữu được cái món vật phẩm này đó, nói chung là cái tỷ lệ phần trăm nó nhức đầu vậy thôi nhìn chung là các bạn sẽ phải cần 8 tiếng để các bạn random ra được một cái cục này và các bạn cần phải đánh nghe 20 cái con bot thì các bạn mới có được nhìn chung là các bạn chỉ cần mất có 160 tiếng thôi là các bạn có thể sở hữu cái này nếu như mà vận may của bạn cực thấp còn nếu vận may mà may mắn random một phát ra được cái halo sn và các bạn đánh một con bot các bạn ra luôn là cái halo cycle này thì mình nghĩ là các bạn đừng có nên ra đường bởi vì ghi ra đường thì cái vận may của bạn nó hết có thể các bạn nó sẽ bị xe tông đấy và điều đó sẽ không may mắn tí nào thế nên là các bạn đừng làm như vậy nhé rồi thì nhìn chung là đây một trong những cái món mà bảo vật khá là khó kiếm ở trong game. Không biết là ở trong đây người xem của mình có ai mà có cái hành lưỡi hái này chưa? Đừng ngại à để bình luận cho mình nhé. À, mình có một cái xếp bạc á, Xếp bạc của mình đa số là có cái khanh này hết á. Các bạn có thể mua cái này để tránh trường hợp ra đường bị xe tông nhé. Cảm ơn các bạn. Đấy, chúng ta hãy cùng đến với cái món vũ khí tiếp theo thôi. Let's go. Rồi, đến với thanh kiếm tiếp theo. Thanh kiếm này thì các bạn có thể gây được lượng sát thương khủng nhất game. Theo như wiki nói là vậy, đây là một trong những thanh gươm có thể gây được lượng sát thương khổng lồ nhất game. Đấy, đó chính là CDK hay Cut Dual Katana hay là Song Đao Nguyền Rủa các kiểu. Ê, nhìn chung là cái thanh này nó chỉ cần hai thanh kiếm thôi chúng ta có thể có được đó rồi, nhưng mà hai thanh kiếm này thì lấy cũng rất là củ chuối luôn. Đấy, mình thì không phải là một người chơi lốc phút kỳ cửa thế á mà là mình sẽ không đọc những cái cách để lấy hai cái này. Thì khi mà có hai cái thanh này, các bạn chỉ cần up nó lên cấp độ 350 mắt. Battery. sau đó các bạn hợp thể lại là một cái quét của chú gì đó là các bạn sẽ có được cái thanh gươm này thanh gươm này khi mà các bạn nâng cấp lên nữa thì nó chỉ cộng có 7 phần trăm đam thôi vì sao nó cộng có 7 phần trăm đam mà nó không cộng nhiều hơn bởi vì thanh gươm này quá mạnh rồi một combo có thể cho các bạn bay đầu luôn đó cũng chính là lý do mà tại sao những bạn mà khi mà lên c3 các bạn thường sử dụng gươm đó bởi vì thanh này nó mạnh quái cái trưởng nha các bạn à. đấy thì nếu mà bạn nào mà có thanh cdk này thì đương nhiên rồi các bạn đã có một trong những cái món vũ khí mạnh nhất game mà có thể cày free được và nếu các bạn không muốn cày free à các bạn có thể mua ngay nghe một cái con ạt có cdk của mình nó và có, có CDK mình thậm chí còn có những cái chat quỹ VIP để hỗ trợ cho các bạn PVP VIP hơn này nhớ mua hạt nhé, link sẽ để dưới phần mô tả đấy nhớ coi mua hạt giúp mình nha tới đến xuân về rồi đó các bạn ạ à. rồi hãy cùng đến với nhà thanh kiếm mà tiếp theo thôi rồi các bạn có biết thanh gươm nào có bạn có thể sở hữu được ở C1 hay không ở C2 chúng ta sẽ có chu chip bồ katana Ở C3 chúng ta sẽ có cây lưỡi hái Và cũng như là thanh uh, song đao Thì các bạn ở biết có thể mua được cái thanh nào ở C1 mà nó có cái sức mạnh mà cũng như cái độ hiếm tương đương hay không Tất nhiên rồi nếu mà các bạn không phải là một người chơi cày chai Thì các bạn có thể có được một cái thanh gươm rất là bời gồ vip Đó chính là nghe thanh này các bạn uh, thanh Dark Blade Hay nó chính là Yogu các bạn ạ uh. Cộng thêm cái điều nữa là ở C1 nó có cả nghe cái việc thăng cấp cái thanh uh, Dark Blade này lên Nó khiến cho đây là một trong những cái vũ khí mà khi mà người giàu mới vô cầm cái thanh đáp này ngầu ối trời ơi luôn và mình đã có làm một cái series mà nghe sử dụng cái thanh đáp black này để farm từ level 1 lên cái level 700 phải nói là cuộc đời mình nó quá sung sướng bạn à cầm cái thanh đáp black mà mình chém nghe mình cảm giác quái cứ như là mấy cái tờ giấy bạn à tại chém phát mỏng dánh các bạn chém phát là đứt cái đầu nó hết đấy đó là một trong những cái thanh gươm mà mythical mà các bạn có thể sở hữu được ở trong game một cách cực kỳ đơn giản luôn và khi mà lên c hai chúng ta có thể nâng cấp lên v ba các bạn à tuy nhiên cái điều đó khá là thừa thải này các bạn không cần phải làm đâu đấy rồi chúng ta hãy cùng đến với cái hành Handa cái thanh gươm top 1 thôi nào các bạn ơi let's go rồi các bạn có biết thứ gì đáng sợ hơn một thanh dark mát hay không đúng rồi đó đó chính là ba đắt Darkblade và đó cũng chính là vũ khí mà mạnh nhất ở trong tựa game của chúng ta thanh vũ khí được sử dụng bởi các admin các bạn à. nãy thì người thường nó nếu các bạn coi những cái video mà săn bounty của admin á thì mấy ổng hay, hay sử dụng thanh gươm này bởi vì thanh gươm này có tuyệt chiêu mà bổ phát ra ba cái đường mà mẹ bữa phát mình thấy nghe cứ như là mẹ đánh con các bạn à. bấm phát không đường nào đỡ được hết các bạn ạ à. và thanh gươm này cách sở hữu của nó cũng rất đơn giản thôi các bạn chỉ cần tham gia event của admin đó là admin mà có cái level mà 10.000 á các bạn chỉ cần băm chết admin thôi là sẽ lộng đương nhiên các bạn bạn cũng phải canh kết với mấy thanh niên khác nam 000 ven rồi nhưng mà nhìn chung là cái web nó cũng khá dễ các bạn chỉ cần làm sơ sơ thôi là được cho thế giới này cũng có cả chục người có mà đấy nên game hiện tại là chơi có mấy trăm ngàn người mà cả chục người có các bạn quá nhiều luôn đúng không đấy thì nếu mà bạn nào có sở hữu thanh ngơ gươm này thì đừng ngại để bình luận cho mình nhé để mình nghe đọc tên các bạn ở trong video sau mình biết là các bạn không có đâu nhưng mà vẫn hỏi cho vui đấy rồi thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nhé cảm ơn anh em đã lựa chọn video của mình trong hàng triệu khác giờ thì tạm biệt các bạn Đâu, và mình có một cái shop ạt bán ạt block foot các bạn à các bạn có thể lấy link ở ngay cái phần mô tả không thì ở cái phần bình luận cũng được các bạn ạ à. nhớ vào đó mua một cái ạt để ủng hộ mình cho mình có tiền để mua ổ bánh mì ăn mỗi buổi sáng nha cảm ơn các bạn bạn cần mua robot đúng không ở đây mình có shop robot. vn shop vn là shop bán robot uy tín hàng đầu Việt Nam được các youtuber du team quảng cáo cũng như là đảm bảo về chất lượng uy tín Thế nên là các bạn cứ mua nick và cũng như tận hưởng những dịch vụ trên shop này mà không cần phải lo lắng về độ uy tín nhé. Đường link của shop mình sẽ để dưới phần mô tả, ấn vào để trải nghiệm dịch vụ của shop nha.